Hello các bạn, thì mình là Chuối đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi game Toilet. Squee đọc 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 z z, squee đọc đẹp đẹp đẹp. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với clip tiếp theo của mình. Thì mình là Chuối đây. Thì hôm nay là ngày update episode 69 part 1. Thì hôm nay có sự kiện New Year ở đây các bạn ơi. Các bạn có thể thấy ở góc bên phải màn hình của mình đây. Thì ở sự kiện này chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải tìm firework. Và mấy cái này là mấy cái pháo bông à? Cái này là cái gì đấy? Firework pack ấy. Thì sau khi tìm được, đây là số lượng firework nha các bạn, 10 cái chúng ta sẽ được con này. Con Sneaky Speakerman, 20 cái này được Hunter Cameraman. Và 30 cái chúng ta sẽ được Lugia Toilet. Cái đấy là gì mình không biết. Thì đây, thì vị trí của team đầu tiên, 10 cái đầu chúng ta sẽ phải tìm ở lobby. Đây là lobby nha, khu vực sảnh này chúng ta gọi là lobby. Và 10 cái tiếp theo chúng ta sẽ sang Trading Plaza. Và 10 cái cuối cùng chúng ta sẽ phải tìm ở Match It là gì? Match It ở mấy cái map. Đây, mấy cái map thi đấu này, mấy cái map gọi là đánh nhau với bồn cầu này. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn này đi tìm ở lobby trước. Đi tìm thôi anh em. Bây giờ mình sẽ, mấy bạn này mấy bạn cũng biết ở lobby rồi, thì mình sẽ gọi là đi theo các bạn đấy luôn. Và bạn nào chưa biết vị trí thì có thể quan sát video của mình nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ủa, đây là cái đầu tiên hả? Đây là mình bắt gặp luôn một cái đầu tiên ở đây này. Đây là Spawn Firework. Cái đầu tiên luôn. Đâu? Đi. Đi, cái đầu tiên ở ngay sảnh này luôn nha các bạn, ngay cái bột cầu vàng. Đâu? À, cái thứ hai là cái mũi của con này ạ. Ok, hai cái. Mình đã tìm thấy hai cái nha. Ủa, từ đâu rồi? Ủa, bên mũ này có không? Ok, cái thứ hai là ở cái con người tuyết nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua cái thứ ba. Ô, đây, mình thấy luôn này. Cái thứ ba ở gốc cây này nha. Đây là cái thứ tư. Ủa, mình kích vào chưa? Cái thứ tư này. Ui, đây cái thứ năm. Năm rồi, quá nhanh, quá nguy hiểm các bạn ơi. Đấy, 5 cái các bạn chỉ cần chạy một đường thẳng từ trên cái spawn này ra thôi. Spawn này ra là được. Cái gì? Zivai a new zia. Ơ, được hòm này các bạn ơi. Ủa, mình được cái hòm lưu zia luôn mà. À, nếu mà các bạn ở sảnh này thì một tiếng các bạn có thể được spawn một crate nha. Một hộp nha các bạn, một hộp lưu zia nha. Thế các bạn cũng treo một ngày ở đây thì... Đâu rồi? Ủa? Ở trên đây... À, ở trên con unit một cái các bạn ơi. Nhưng mà làm sao để nhảy đây? Làm sao để lên? Ủa? Làm sao để lên đấy các bạn? Chỗ này làm sao để lên? À, đây mình lên luôn này. Ok, cái thứ 6. Sáu cái rồi. Ui, quá nhanh các bạn ơi. Mình tìm 6 cái chắc chỉ 1 phút thôi, tại vì có mấy bạn này hướng dẫn mình nữa. Cái này lấy rồi. 6 cái rồi, còn 4 cái nữa ở đâu đấy? Đâu rồi anh em? Chát. Ủa, bên đây à? Bên đây một cái à? Ở đâu? À đây, 7 cái ở sau cái toilet. Lab là cái thứ 7 nha các bạn. Vậy là mình sẽ tìm tốc độ nhất có thể. 7 rồi. Tiếp. À đây, mình sẽ qua chỗ mấy bạn này nhá. Đây, sang bên này. Bên này còn không? Đi. Cái này khó tìm á. À, thế thì các bạn sẽ để ý cái thứ 8 của mình nhá. Cái thứ 8 này khó tìm nha các bạn ơi. Đây là vị trí khó nhưng mà các bạn đã tìm hết rồi thì... Đâu? Khó thật à? Đâu? Trong đây à? Ủa? Mình chưa thấy cái thứ 8 đâu ấy. À, ở đằng sau này các bạn ơi. Ủa, rồi làm sao? How to, bằng cách nào mình có thể click vào? Thấy rồi. Nhưng không click được. Chỉnh góc rộng ra rộng nhất có thể rồi, vừa mới thấy xong. À đây. Ủa?
Ủa, rồi sao ông kia chui được? What? Sao bạn kia qua được? Ủa, mình thấy này, nhưng mà mình bị khuất góc rồi. À, đây mình sẽ dùng cái này dễ hơn các bạn ơi. Rồi làm sao, mình sẽ bắt cua thử cho nó. Từ từ, hơi khó các bạn ạ. À đây, các bạn nhảy vào cái cây này là được các bạn. Đấy, các bạn nhảy vào cây xong nhảy vào nhà này nhá. Ok, cái thứ 8. Ok, 8 cái. Hai cái nữa, ở đâu? Ua, rồi how to? Rồi làm cách nào để về? Lobby à? Gì xe đó? Ua, xong được. Ủa, à phải lobby chứ. Mẹ mình lại ghi là lonely ạ. Buồn cười thật. Đây là reset các bạn ạ. Mình cứ thấy các bạn chat reset là mình ấn reset. Ảo thật đấy. 8 rồi anh em ơi. 8 rồi. Bên này mình chưa tìm thì phải. Bên này mình chưa tìm này. Chắc hai cái nữa ở bên này thôi. Xong sau nốt hai cái này. À đây cái thứ 9 đây các bạn ơi. Ở sau Toilet City nha. Cái thứ 9. Ok, bây giờ sẽ là cái cuối cùng. Cái cuối cùng ở đâu? Cái cuối cùng. Cái cuối cùng ở đâu? Để xem là mình mất khoảng mấy phút đấy, 3-4 phút đấy, tại mắc cái tòa nhà kia ấy. Cái này lấy rồi. Còn một cái nữa. Một cái nữa ở đâu mọi người ơi? Còn cái dốc. Yes sir, chắc chắn là cái dốc rồi. Dốc. Đây, bạn Lao Su Tha này, bạn ấy biết hết. Ủa, đây à? Ui, what the hell, ngay cục đá này các bạn ạ. Ui, hay tính ra có cái sau nhà kia là khó nhất. Ok, đủ 10 bên lobby. Đi qua Plaza. Ok các bạn ơi, thế là mình đã thu thập 10 cái bên lobby nha. Mình sẽ claim con này. Con này, ớ đâu rồi? Ô, mặc luôn à? Đeo luôn vào rồi. Tí mình sẽ gọi là open cái box kia luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến 10 cái ở bên Trading Plaza. Ủa, bây giờ sang đây là How to? Mấy bạn kia đâu rồi? Thôi mình sẽ gọi là tự thân vận động nha. Ôi, đây các bạn ơi, cái đầu tiên ở ngay trên đây. Dirt Firework là ở trên đây luôn. Cái đầu tiên này. Tìm luôn rồi, bây giờ mình sẽ gọi là tự thân vận động thử xem nha. À, mấy cái này làm sao giấu được mình. Hai cái, làm sao giấu được mình. Mình gọi là chuyên đi lục ví, lục viếc. À nhập, mình gọi là chuyên đi tìm đồ vật. Ở đây có Hai cái rồi. Đâu? Hai cái rồi nha. Liệu có ở trên nhà này không? Mình nghĩ ở bên Trading Plaza thì chúng ta sẽ phải đi gọi là xung quanh map này trước. Trong đây không có. À, ba cái này. Đấy các bạn cứ đi một vòng. Ơ cái này. À đây ba cái rồi. Đâu, ở đâu nữa? Đâu nữa? Ngoài này có không? Sao người ta nhảy ra đây đông này? Có không? Ở đây có không? Theo tôi là dư bình tĩnh để tôi quay lại đó. Oh, how to? Làm cách nào? À đây. Ơ, không được. Làm cách nào để quay lại bây giờ? Cuộc đời thật lắm trớ trêu. Cuộc đời thật lắm trớ trêu các bạn ơi. Rồi làm sao mình quay lại được? À, đây rồi. Đi anh em ơi. Đi anh em. 2, 3 cái rồi. À đây. Ủa sao mình không nhìn thấy cái này nhở? Mắt mình bị sao vậy? 4 cái. À bây giờ mình sẽ vào khu vực trung tâm này. 5 cái. Ủa dễ mà nhở? 5 rồi. Tôi đâu? Đâu nữa? À đây. 6, mắt mình bị sao nhỉ? Mắt mình cận à? Rõ ràng nãy mình tìm siêu lắm mà. 6 rồi.
6 rồi. Đây à? Cái này ăn rồi, cái này ăn ngay đầu. 6 rồi, 6 rồi. Ở đây có không? Ông cảnh này. 6 rồi. 6 rồi. 6 rồi, cái này ăn rồi, cái bên này ăn rồi. Đâu? What? Giấu ở đây ạ. À? 7 7 7. 7. Ủa sao mình thấy dễ thế nhỉ? Nó chỉ xung quanh đây thôi. À, tí nữa mình nghĩ ở trong match cheat sẽ khó hơn và mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm ở match cheat nha. Rồi rồi. 7 rồi, 7 rồi, 7 rồi. 7 rồi, 7 rồi. Hết rồi, hết rồi. Còn cái còn brick này. Brick under với cả cái gì? Boot nữa. Nhảy lên đây á. Tôi lười làm sao để nhảy lên đây. À đây. Thế là 8 này. Brick ở đây nha các bạn, sau tường nha. Ui nói chung cũng dễ các bạn ơi. Đâu nữa? Under. Under boots. Tôi làm sao để về đấy? Trên đây á. Ui. What? Mình nhảy vào gọi là chiều không gian khác rồi các bạn ơi. Mình nhảy vào chiều không gian khác rồi. What the hell? Đâu nữa? Đâu nữa? Hai cái nữa thôi. Mình lại không có kỹ năng nhảy nhót, cứ không có kỹ năng móc cua, à nhầm bắt cua. Mình lại không giỏi mấy cái này. Ui, sao lại khó khăn đấy nhở? Mình bình thường mình chơi mình toàn mình gọi là đi dây thôi. Đây á? Đâu? Mấy bạn lấy nhảy không dễ xuống luôn mà xem mình đây này. Đấy, kỹ năng thượng thừa. Cái gì có dấu ở đây đâu mà anh em nhảy hết ra đây? Đâu? Đâu? What? Bịp thật đấy các bạn ạ. À. Dấu ở đây ai mà biết được. Under đúng là phía dưới đúng rồi còn gì. Ô bây giờ chui lên được không? What? Một cái. Một cái. Một cái. Bút nữa. Bút nữa. Bút nữa. Bút nữa. Ôi thôi. Bút nữa ở đâu? Thôi mình sẽ nhảy xuống đây đi. Mình sẽ gọi là tự sát đi. Tự sát, tự sát các bạn ơi. Còn bút anh em ơi. Anh em ơi. Đâu, đâu, đâu? Bớt đầu, bớt đầu, bớt đầu. Đâu ấy? Đâu? Cái này ăn rồi mà. Cái này ăn rồi mà. Ủa, hay là không phải? Ơ, bớt mà. Còn cái bút. Bút đâu anh em? Bút đâu anh em? Sao em ơi? Bút đâu, bút đâu? Còn anh còn cái bút là đủ. BUSH này. Đây lẻ, đâu, 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 đâu lẻ, lẻ đâu. Ok, xem nào. Bên đây á. Là phải leo trèo á. Mình không có sở thích leo trèo, mình tuổi rắn các bạn ơi, mình thích trườn thôi. Mình không thích trèo đâu. Đây, ui, what? Phải bây giờ mới thấy à, màu xanh à, chọc ở đây mà không thấy, mắt mình cận nó rồi. Ok, thank you anh em. Đi mát. Cheat. Cái đầu tiên trong map chỉ là trong mấy cái map gọi là đánh môn cầu là con này. À, là ở Toilet City và gọi là chế độ easy nha các bạn. Ok. Ok. Xong out đúng không? Ok các bạn ơi. Xong chúng ta sẽ out ra và sang map khác nha. Ok các bạn ơi, thì quê thứ 8. Cái pháo hoa này nó xuất hiện ở ngay luôn, ngay cái chỗ xanh xanh này nha các bạn. Và đây là wave thứ 8, map cameraman và chế độ easy nhá. Bây giờ mình sẽ sang
Vẫn là map cameraman này và chế độ hard nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì hiện tại đã đến wave 30 rồi. Bây giờ mình sẽ đi nhặt cái pháo hoa nha. Đây, thì đây là vị trí cái pháo hoa tiếp theo của mình. Thì các bạn lưu ý rằng đây là map cameraman HQ và chế độ hard nha. Từ wave 30 trở đi là sẽ có nha. Và các bạn lưu ý là ở map này chúng ta sẽ phải đi 2 lần. Một lần là chế độ easy từ đến wave thứ 8 và một lần là chế độ hard đến wave 30 nha. Ok, bây giờ mình sẽ sang map khác. Ok các bạn ơi, thì ở map desert này đến wave thứ 27 thì cái pháo hoa này sẽ xuất hiện nha các bạn. Ok, xong mình đã lấy xong cái pháo hoa ở map desert và chế độ medium nha. Các bạn nhớ là map desert và chế độ medium. Ok các bạn ơi, thì ở map desert chế độ nightmare thì đến wave đây, đến wave thứ 10 trở đi thì phải, thì các bạn ra đằng sau này sẽ nhặt thêm được một cái pháo hoa nha. Ok, nhớ là desert nightmare nha. Desert này có hai chế độ nha các bạn, các bạn phải đi hai lượt đấy nha. Ok, bây giờ mình sẽ sang map khác nha. Ok các bạn ơi, thì đây là map Palm Paradise. Và hiện tại mình đang đi ở cái pháo hoa đầu tiên là chế độ medium và wave thứ 20 nha các bạn ơi. Và ở map này chúng ta sẽ vẫn phải đi 2 lần. Tiếp theo sẽ đến chế độ hard nha. Ok các bạn ơi, thì đây là map Palm Paradise và chế độ hard nha. Thì đến wave thứ 6 là sẽ xuất hiện cái pháo hoa nha các bạn ơi. Thì chúng ta sẽ đã hoàn thành xong map này. Bây giờ mình sẽ chuyển sang map khác nha các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì đây là map Toilet HQ và chế độ Nightmare nha. Thì đến wave 38 thì sẽ spawn ra pháo hoa nha các bạn. Ok, và mình sẽ chuyển sang map khác nha. Hiện tại mình đã có 7 cái rồi. Ok các bạn ơi, thì đây là map Lab và là chế độ Medium nha. Thì tí nữa đến wave thứ 4 trở đi sẽ xuất hiện cái pháo hoa ở trên mấy cái thùng acid nha, mấy cái thùng dung dịch này. Đấy, đến wave thứ 4 nha các bạn, mình sẽ gọi là đẹp đến wave thứ 4 và đợi nó spawn ra thôi. Thì ở map Lab này chúng ta sẽ phải đi 2 lần. Và lần cuối cùng sẽ là hai cái pháo hoa và chế độ Nightmare nha các bạn. Thì nữa mình sẽ gọi là đi và tổng hợp lại cho các bạn để các bạn gọi là dễ hơn nhá. Wave thứ 3 rồi, wave thứ 4 sẽ spawn ở đây này. Mình không chắc là wave thứ 4 hay không nhưng mà mình nghĩ chắc là phải từ wave thứ 4 trở đi đấy. Đâu, spawn chưa? Có mấy cái thùng này không? Đây, đây đúng không các bạn? Đây. Đến wave thứ 4 là sẽ spawn cái pháo hoa ở đây nha. Và đây là Toilet Lab và chế độ Medium. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ Nightmare nha. Thì hiện tại bạn mình đã gọi là tìm thấy cái pháo hoa rồi. Và có nói cho mình đây, bây giờ mình sẽ lên lấy nha. Và hình như ở cái map Toilet Lab chế độ Nightmare này, cái pháo hoa nó sẽ spawn ngẫu nhiên ở các wave các bạn ạ. Đây, và mình đã tìm thấy nó ở trên này nha các bạn. Các bạn lưu ý đối với cái map Toilet Lab và chế độ Nightmare thì nó sẽ spawn ngẫu nhiên và các bạn gọi là sẽ phải đi tìm nha. Và mình sẽ gọi là không ghi wave cụ thể ra đâu. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy và xong rồi, mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ ra lobby nha. Và đây, bây giờ mình sẽ nhận cái con này nha. Ủa cái gì đấy? Sao nó bắt mua? Bạn có muốn mua không? Nhưng mà mua không đồng à? Không Robux. Là sao? Ok, mình đã có sở hữu cái con Lưu Diệt Toilet này rồi. Mình không biết nó là cái con, mình không biết nó là cái con gì các bạn ạ. Thì đây thì mình sẽ gọi là tổng hợp lại các vị trí và mình sẽ gọi là comment xuống bằng ghim cho các bạn nha. Thì nếu mà các bạn gọi là thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye.